xin chào tất cả mọi người. Tôi là gạch giải 98 đây. Hôm nay thì trong video giới thiệu về các mẫu gạch ốp tường cho nhà ở, mình sẽ giới thiệu tới mọi người một bộ đá mờ 30x60 ốp tường gót nền được luôn. Với thiết kế là viên nhạt, viên điểm này và viên đậm. Bộ ốp tường này được sản xuất bởi nhà máy Viglacera Mỹ Đức. Có bề mặt vân giả xi măng, màu rất là đẹp. Thì đối với những cái tông màu này thì men mờ ấy, như các clip trước mình có chia sẻ, thì chúng ta phù hợp cho những không gian rộng lớn, có ánh sáng đủ nhiều để phù hợp với cái tông màu và cái bề mặt men mờ này. Ở viên điểm thì thiết kế cũng khá đơn giản thôi, gồm các sọc trắng đen đan xen lẫn nhau và giao thoa giữa nhau bằng tông màu nhạt. Đây, tông màu nhạt đây, một nửa của viên điểm là tông màu nhạt, một nửa viên điểm là tông màu đậm. Đây, giao thoa với các tông màu đậm đây, đó. Ngoài ra mẫu này chúng ta có thể lót sàn được cho phòng tắm luôn, hay là nhà để xe được, bởi vì cốt liệu chính là đá rất là cao cấp. Đó đây, xương đây, mọi người nhìn thấy xương màu trắng này, xương đấy, xương. Còn nếu mọi người cảm thấy cái sản phẩm này mà phù hợp với không gian thiết kế của gia đình bạn trong dự định tương lai, hoặc là bạn bè của bạn đang xài, đang cất nhà, thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi theo số hotline trên màn hình hoặc là phần mô tả để nhận tư vấn và báo giá tốt nhất cho mẫu gạch này. Xin chào.